Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, xu hướng giảm sâu của thị trường thế giới đã khiến giá vàng SJC cũng lao dốc trong tuần. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2021, được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới giảm sâu trong tuần vừa qua và mất ngưỡng 1.800 USD trên ao. Cụ thể, giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần dù đồng USD suy yếu khi giao dịch khá trầm lắng. Vì thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ ngày Tổng thống cùng với các nhà giao dịch Trung Quốc vẫn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vàng giảm sâu tới 1,7% và mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng đó là 1.800 USD trên ao trong phiên giao dịch hôm sau vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Trước đó, Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ giảm xuống dưới 1.800 USD trên ao vào cuối năm. Kỳ vọng ngày càng lớn về lạm phát đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Đà tăng của lợi suất trái phiếu cũng hỗ trợ cho đồng USD phục hồi từ đáy 3 tuần và theo đó gây áp lực lớn hơn tới vàng. Lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Còn đồng USD mạnh làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những nhà đầu tư mua vàng bằng đồng tiền ngoại tệ khác. Tính hết tuần, giá vàng đã giảm 2,9%, giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.784,6 USD trên ao theo Gitco, còn giá vàng giao tháng 4 đạt 1.783,35 USD trên ao. Theo chuyên gia phân tích từ UNDA, 1.760 USD trên ao vẫn là mức giá quan trọng và nếu giá vàng xuống dưới mốc này thì khả năng có thể rớt xuống sâu hơn, còn 1.600 cho đến 1.650 USD trên ao. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, hướng đi của vàng sẽ diễn biến ra sao dưới góc nhìn của những chuyên gia? Như quý vị và các bạn cũng đã biết, chúng tôi đã cung cấp tới quý vị và các bạn kết quả dự báo giá vàng tuần này ở những bản tin trước đó. Sau đây chúng tôi xin được nói qua một chút để cho những ai chưa xem bản tin trước đó được biết và tham khảo. Trên thị trường vàng đã cố gắng thoát khỏi mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trong tuần này, nhưng vẫn phải chứng kiến mức tổn thất lớn. Giá vàng giao tháng 4 ở mức 1.782,70 USD trên ao, giảm hơn 2% so với tuần trước. Và theo cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News, tâm lý trên thị trường vàng đang trở nên tiêu cực sau khi giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tháng trước áp lực đè nặng bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Cụ thể, trong tuần vừa qua, 18 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát trên phố Wall, 13 nhà phân tích tương đương với 71% dự đoán giá vàng đi xuống trong tuần này, trong khi đó 3 nhà phân tích tương đương 17% có quan điểm ngược lại và chỉ có duy nhất 2 người, 11% cho rằng thị trường bình ổn. Trong cuộc khảo sát trực tuyến tại phố Main, 1.292 nhà đầu tư bán lẻ đã tham gia trả lời câu hỏi. Tổng cộng có 553 người tương đương 43% tỏ ra tích cực về giá vàng, 512 người tương đương 40% nhận định giá vàng giảm giá, 223 người còn lại tương đương 17% đưa ra ý kiến thị trung lập. Như vậy đến đây quý vị và các bạn cũng đã biết, đa số các chuyên gia phân tích phố Wall ủng hộ thị trường vàng suy yếu trong tuần này, trong khi tâm lý tăng giá kim loại quý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm. Theo các nhà phân tích thị trường, trái phiếu vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn. Mặc dù áp lực lạm phát đang tăng lên, nhưng kỳ vọng ngày càng tăng về sự phục hồi mạnh hơn, dự kiến trong hoạt động kinh tế đã bù đắp tâm lý của giới đầu tư. Tuy nhiên, nhìn xa hơn thì lợi suất trái phiếu cao có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải can thiệp và áp dụng biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất. Bên cạnh các ý kiến của cuộc khảo sát giá vàng trên Kitco thì còn có một số nhận định của các chuyên gia về giá vàng như sau. Theo Ariande, giám đốc điều hành của Ariande Asset Management cho biết, sự sụt giảm của giá vàng thế giới đã lâu hơn và sâu hơn dự đoán và lưu ý rằng áp lực bán trên thị trường vàng đã quá lớn. Theo ông, giá kim loại quý đang ở rất gần mức đáy nhưng có thể phải mất thêm thời gian trước khi giá vàng quay đầu. Theo Oli Hasen, giám đốc chiến lược hàng hóa tại Sasobank cho biết, giá vàng sẽ giảm ngay cả khi thị trường tiếp tục chứng kiến các yếu tố hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ. Theo ông Hasen, cũng lưu ý rằng Fed sẽ chưa thực hiện kiểm soát đường cong lợi suất cho đến khi lợi suất tăng bắt đầu tác động và đe dọa thị trường chứng khoán. Trong khi đó, David Merden,
chiến lược gia thị trường cấp cao tại CMC Market tỏ ra lạc quan về thị trường vàng khi cho rằng lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa lãi suất sẽ đi lên và không có ngân hàng trung ương nào trên thế giới muốn điều này, vì vậy vẫn có tiềm năng cho vàng tăng giá. Theo ông Merdon nói rằng, các nhà đầu tư nên tìm cách giao dịch vàng trong phạm vi từ 1.700 USD đến 1.900 USD trên ounce và cho rằng giá kim loại quý này sẽ khó hồi phục trở lại mức 2.000 USD khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu cải thiện. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích lưu ý vàng đang phải cạnh tranh nhiều hơn với các loại tiền kỹ thuật số, cụ thể là Bitcoin đã đạt cột mốc quan trọng với vốn hóa thị trường tăng lên 1.000 tỷ USD. Và theo Colin Szynski, giám đốc bộ phận thị trường tại SIA World Management cho biết, nhu cầu về vàng như một giải pháp thay thế cho tiền giấy đang được chuyển hướng sang Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Ban đốc buôn Global Forex cho rằng khả năng thay thế vàng của tiền điện tử cần phải được xem xét kỹ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin về thị trường giá vàng thế giới cũng như là nhận định của các chuyên gia về giá vàng trong tuần này. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC ngày vía thần tài tăng nhẹ ở chiều bán, nhiều người tranh thủ chốt lời. Cụ thể là giá vàng SJC trong đầu giờ sáng ngày hôm qua, ngày 21 tháng 2, tức ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng, ghi nhận tăng chủ yếu ở chiều bán ra với mức tăng không quá 50.000 đồng trên lượng tại các hệ thống. Cụ thể được chúng tôi ghi nhận như sau, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và tập đoàn Doji, giá vàng SJC cùng chung xu hướng tăng ở chiều bán ra, tăng 50.000 đồng trên lượng, trái chiều với giá bán đồng loạt chững lại so với chiều hôm trước. Tại tập đoàn Phú Quý thì giá vàng trong nước ở chiều bán ra không có sự thay đổi mới, trong khi ở chiều mua giá vàng SJC lại giảm đến 100.000 đồng trên lượng. Và tại hệ thống PNG, giá vàng SJC ở chiều mua vào và bán ra đồng loạt điều chỉnh tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng. Vàng nữ trang SJC ghi nhận vẫn giữ nguyên giá mua vào và bán ra ở tất cả các loại vàng 24K, 18K và vàng 14K. Chung thì giá vàng trong nước tuần vừa qua giảm trước ngày lễ thần tài vì xu hướng giảm đeo bám từ thị trường thế giới từ đầu tuần. Tính chung cho cả tuần thì giá vàng SJC đã mất khoảng 800.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 5.585.000 và bán ra là 5.650.000. Và cụ thể ra sao sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 22 tháng 2 năm 2021. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua vào là 5.560.000, bán ra 5.630.000. SJC Hà Nội mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. Doji Hà Nội mua vào 5.565.000, bán ra 5.630.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.565.000, bán ra 5.635.000. Phú Quý SJC mua vào 5.560.000, bán ra 5.600.000. Một số giá vàng còn lại ở một số hệ thống và các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. SJC Nha Trang mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. SJC Cà Mau mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. SJC Bình Phước mua vào 5.558.000, bán ra 5.632.000. SJC Huế mua vào 5.557.000, bán ra 5.633.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng vùng số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận vùng số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.420.000, bán ra 5.490.000. Vàng vùng số 9 mua vào 5.400.000, bán ra 5.470.000. Vàng 24K mua vào 5.315.8.000, bán ra 5.415.8.000. Vàng 18K mua vào là 3.917.9.000, bán ra 4.117.9.000. Vàng 14K mua vào là 3.004.3.000, bán ra 2.004.3.000. Vàng 10K mua vào là 2.096.2.000, bán ra là 2.296.2.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.